Nga xin kính chào tất cả quý cô chú, các anh chị em và các bạn. Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh Nga Võ Illinois. Hôm nay là thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021. Trong cái video hôm nay, Nga xin gửi đến quý vị cái thông tin mới nhất cập nhật cái gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la đã bỏ phiếu bầu 50-49 và ai sẽ là người đủ điều kiện trong cái vấn đề này. Và điều quan trọng nhất đó là Tòa Bạch Ốc sẽ đi theo đúng cái lịch trình như ban đầu về cái gói cứu trợ. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Và Nga kính mời quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để mà quý vị có thể theo dõi những cái video kế tiếp của Nga. Đồng thời ủng hộ kênh, nhấn like, nhấn share. Nga cảm ơn quý vị rất là nhiều. Gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la mà bên Dân Chủ đưa ra đã vượt qua cái rào cản bên Thượng viện như thế nào? kế hoạch 1.900 tỷ đô la. Bên Thượng viện á, là hôm thứ Ba đã giải tỏa một cái rào cản thủ tục trên con đường thông qua cái đề xuất cứu trợ coronavirus trị giá 1.900 tỷ đô la mà của Tổng thống bên phía tổng thống Biden đã đưa ra đây là một cái tín hiệu cho thấy bên dân chủ quốc hội sẽ là tiếp tục tiến hành bỏ phiếu để mà cung cấp thêm cái hỗ trợ kinh tế dù cho bên phía Cộng hòa có đến đàm phán hay không. Bên Dân Chủ là thúc đẩy một cái dự luật COVID-19 là 1.900 tỷ đô la vượt qua cái rào cản của Thượng viện. Và ông Chuck Summer nói rằng cái gói cứu trợ tiến hành theo đúng cái lộ trình những gì mà Tổng thống Biden đã đề xuất. Thượng viện là lãnh đạo đa số là ông Chuck Summer mà cho biết trong cái bài phát biểu trước cái cuộc bỏ phiếu vào hôm thứ ba và ông nói rằng chúng tôi là không thể là không đủ cái khả năng để mà hòa trọn trì quản chúng tôi cần một cái gói lớn táo bạo theo đúng cái lộ trình những gì mà tổng thống biden đã đề xuất cái kế hoạch cứu trợ mỹ chúng tôi hy vọng rằng các đồng nghiệp bên cộng hòa sẽ là cùng chúng tôi đưa ra các cái sửa đổi đó là cái lời của ông Thượng viện đa số là ông mà chức Summer đã đưa ra hôm thứ ba. Hôm thứ ba người ta đã bỏ phiếu bầu 50, một bên 50, một bên 49. Thì trong đó là có một thượng nghị sĩ bên Cộng hòa là vì bảo tuyết là bên bang Pennsylvania không có có mặt. Và một cái chuyển động gọi là để tiến hành tranh luận về cái nghị quyết ngân sách đóng cái vai trò là phương tiện cho cái gói viện trợ đã được thông qua với cái tỷ lệ là 50 49. Bỏ phiếu là phía bên làm thượng viện vào hôm là chiều thứ ba và phía bên dân chủ á thì trong đây là tránh cái phương pháp là truyền thống để mà thông qua cái luật là tại thượng viện. Vốn là yêu cầu là 60 cái phiếu để mà chấm dứt cái tranh luận về hầu hết là các cái các luật ủng hộ một cái quá trình là nhanh chóng được gọi là hòa giải cái ngân sách cho phép luật là được thông qua với cái đa số là 51 phiếu thì bên là ông chất Summer và bà Chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi đã đệ trình một cái nghị quyết ngân sách chung vào hôm thứ hai là cho là khởi động cái quá trình hòa giải cái quá trình này sẽ được tiến hành là sẽ có tới 50 giờ tranh luận về cái nghị quyết. Sau đó là một loạt các cái cuộc này, bỏ phiếu về các cái cuộc sửa đổi được gọi là phiếu bầu. Và ông Chuck Scammer cho biết trong một cái bài phát biểu trước đó tại Thượng viện rằng là sẽ có một cái quy trình sửa đổi mở tất nhiên là để đưa ra cho bên lưỡng viện về cái nghị quyết ngân sách trong cái tuần này là ông nói rằng là bất kỳ cái thượng nghị sĩ nào cũng có thể là đệ trình một cái sửa đổi trong cái quá trình bỏ phiếu nhưng mà nó phải có cái tính chất là ngân sách như vậy thì trong cái quá trình này như vậy thì tiếng nói của ông Mitch McConnell sẽ như thế nào nga kính mời quý vị theo dõi tiếp với nha. ông chức summer nói rằng chúng tôi hoan nghênh các cái ý tưởng của quý vị và ý kiến đóng góp của quý vị và các cái sửa đổi của quý vị chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác không có cái gì mà về cái gọi là cái quy trình giải quyết ngân sách được hòa giải vì cái vấn đề đó mà có thể là làm mất đi cái khả năng lưỡng viện. Bất chấp sự phản đối này của ông Chức Summer bên lãnh đạo phe thiểu số là Thượng viện, ông Miss McConnell nói hôm thứ Ba rằng là ông cho biết là bên Dân Chủ sẽ chọn con đường là đảng phái bằng cách là tiếp tục là giải quyết ngân sách khi mà Hạ viện, Thượng viện thông qua cái nghị quyết ngân sách á, thì các cái ủy ban sẽ bắt tay vào cái việc là soạn thảo là gọi là ngôn ngữ hòa giải. Bên cái ngân sách Thượng viện là sẽ kiểm tra cái ngôn ngữ của cái dự luật để mà đảm bảo nó tuân thủ theo cái quy tắc gọi là quy tắc hòa giải. Cái này quý vị, đây, người ta đưa ra cái này là gọi là quy tắc hòa giải. Giới hạn những gì mà có thể là có trong cái luật hòa giải và ngăn chặn các cái tài liệu được gọi là coi như là không có liên quan. Và để tranh luận về cái việc hòa giải này tượng thượng viện á, thì là sẽ được giới hạn là 20 giờ. Thì sau đó là sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu khác. Thì trong đó là các cái thượng nghị sĩ là sẽ đưa ra các cái sửa đổi rồi nêu ra cái quan điểm về cái trật tự của các điều khoản mà họ cho là không có liên quan tuy nhiên cái việc mà thông qua cái dự luật này quý vị là sẽ bị đình trệ bởi và một cái một cái vấn đề khác tất nhiên là một cái một cái phiên tòa mà sắp tới là quý vị cũng xem cái thông tin à, truyền thông là quý vị biết á, là bắt đầu vào tuần tới cho nên là theo cái quy định đó của cái thượng viện á, thì là thượng viện có thể là không xem xét bất kỳ cái vấn đề nào khác trong khi mà có quá trình mà các phiên tòa xảy ra đó xác xử á, thì có nghĩa là là thượng viện là có thể là sẽ không thể là bỏ phiếu về cái dự luật hòa giải cho đến cuối tháng này hoặc là đầu tháng 3 cho nên là cái cuộc bỏ phiếu là sẽ là bắt đầu là tranh luận về cái nghị quyết là ngân sách là diễn ra là hôm trước á, là hôm thứ hai á là tổng thống Biden cũng gặp là chính thành viên bên cộng hòa về cái dự luật cứu trợ nhỏ hơn mà người ta đưa ra là 618 tỷ đó quý vị là dạ là thì trong đó là có đưa ra hôm hôm thứ có thảo luận về hôm thứ hai và sau cái cuộc mà cuộc họp á, giữa bên tòa bạch Đốc và bên chính thành viên của bên cộng hòa thì cô Susan Collins là cô là một thành viên của bên cộng hòa cô là thành viên cộng hòa thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang Alaska đó quý vị và dạ, cô nói rằng là chúng tôi rất là đánh giá cao cái cuộc họp chính thức đầu tiên của là bên tổng thống tại cái phòng bầu dục mà tổng thống đã chọn dành nhiều thời gian cho chúng tôi trong một cái cuộc thảo luận thẳng thắn và rất hữu ích thì hôm thứ ba đó là ông chức Summer cũng nói rằng là bên tòa, tòa Bạc Ốc là hoàn toàn là đồng ý là các cái việc là sử dụng là hòa giải. Ông nói rằng đó là những gì Tổng thống Biden muốn là chúng tôi làm và đó là những gì mà chúng tôi đang làm. Và trong cái gói cứu trợ này, nếu như mà được thông qua cái gói cứu trợ 1.900 tỷ đô la này, thì ai là những người đủ điều kiện quý vị biết hôm trước Nga chia sẻ trong cái phần cập nhật các vị gói cứu trợ. thì bên cộng hòa là đưa ra cái gói là 618 tỷ đô la thì trong đó là người ta giới hạn cái người mà đủ điều kiện tức như là thu nhập cỡ là 40.000 đô la trở xuống thôi đó trong đây cái gói cứu trợ 1.900 tỷ thì người ta là giới người ta là đưa ra những người đủ điều kiện là nhắm vào cái tầng lớp cao hơn nữa tất nhiên là không phải là chỉ là những người là nhận cái thu nhập là thấp thôi mà người ta nói rằng trong đây đó quý vị là middle class trong đây tất nhiên là những người mà có cái thu nhập là trên một ngàn trên một trăm một ngàn đô la một năm đó cho nên là để đưa vào cái vấn đề này thì một thượng nghị sĩ bên dân chủ tham gia cuộc nói chuyện với bên tổng thống và nói rằng là tổng thống quan nghênh cuộc trò chuyện với các thành viên bên cộng hòa tại thượng viện vào là à, hôm là tối thứ uh, thứ hai đó quý vị nhưng mà tổng thống sẽ là không quên tầng lớp trung lưu ý nói rằng là cái gói cứu trợ này đưa ra không những là những người thu nhập thấp mà còn những người thu nhập trung bình ví dụ như là là gọi là middle class gọi là trung lưu á, và gọi là tầng lớp trung lưu, tất nhiên là 100.000 đô la mỗi năm. Đó là cái thông tin cứu trợ. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần uh, Nga xin trả lời một cái câu hỏi mà quý vị uh, chia sẻ liên quan tới cái vấn đề mà vừa nhận tiền thất nghiệp mà nhận thêm cái phần là chương trình PPP hoặc là ngưng cái chương trình thất nghiệp thì nhận cái chương trình PPP như thế nào. Nói rằng là Chị đã nhận tiền thất nghiệp nhưng mà sau đó là chị đã ngưng từ hôm tháng 6 hoặc là tháng 7. Bây giờ chị đi khai thuế thì chỗ thuế có nói rằng là à, chị là nên nộp cái chương trình PPP. Thì Nga cũng xin chia sẻ rằng là trước đây Nga chia sẻ khá nhiều về cái chương trình và vừa nhận tiền thất nghiệp vừa nhận chương trình PPP. Quý vị chỉ chọn một trong hai thôi. Một là ngưng tiền thất nghiệp thì nhận cái chương trình PPP. Hai là quý vị là không nhận cái chương trình PPP mà quý vị đang nhận trường thất nghiệp thì không nhận chương trình PPP. Song song cùng một lúc là không được. Vì trước đây Nga chia sẻ khá nhiều cái trường hợp mà các anh chị cô chú đã chia sẻ với Nga trong cái trường hợp đó. Và nếu như mà các anh chị là thợ đó thì khó sử dụng hơn là chủ. Tại vì sao? Tại vì là cái cái phần này đó quý vị là quý vị sẽ trả là 60% cái tiền mà quý vị mượn được á là làm sau đó mà 60% là liên quan tới việc trả lương, 40% là liên quan tới cái việc chi phí trả cho cái doanh nghiệp của quý vị. Đó, trong cái việc kinh doanh của quý vị cho nên nó làm 40% đó là ví dụ như là tiền à, chi phí tiền à, mướn chỗ làm nè, hoặc là tiền điện thoại nè, rồi những cái chi phí à, phát sinh trong cái quá trình là lo cho cái à, cái việc kinh doanh của quý vị, đó là 40%. 60% là quý vị trả lương. Đó, cho nên đó là nếu như quý vị là chủ, chủ tiệm đó, là chủ kinh doanh á làm thì quý vị là sẽ là dễ dàng hơn trong cái việc đó để mà sao để mà cho cái phần mà sau một năm sau một khoảng thời gian là nhất định người ta quy định rồi quý vị sẽ quay lại quý vị làm cái phần là gọi là forgiveness forgiveness chứ như là cái là miễn hoàn trả lại cái số tiền mà quý vị đã nhận được. Khi mà quý vị nhận được cái số tiền ví dụ như 7.000, ngàn, 10.000 ngàn, từ cái chương trình PP, đó là một phần. Một phần quan trọng là trong cái quá trình mà quý vị làm sao để mà chi tiêu cái số tiền đó cho đúng cách. Và quý vị bằng cách nào quý vị chi tiêu thì quý vị nhớ là phải ghi ngày tháng nè, ví dụ như trả tiền trả cho ai nè, ngày nào, bao nhiêu tiền đó quý vị phải ghi giống như là một cái sổ nhật ký của quý vị dạy để mà khi mà quý vị làm cái chương trình là miễn trả cái số tiền đó lại thì quý vị có sẵn những cái thông tin để mà quý vị làm mình là Nga. Nga kính mời quý vị nhớ bấm đăng ký, like, share, ủng hộ kênh và xem những cái video tiếp theo của Nga. Nga kính chúc tất cả quý vị, người quen lẫn không quen, nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nga xin kính chào tạm biệt và xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo. Nga xin chân thành cảm ơn. Bye now.